Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, chiếc xe Hyundai Tucson thời gian vừa qua thực sự là nó đang thiếu rất nhiều xe để có thể là cho anh em lấy ngay cũng như là lấy với cái mức giá tốt nhất ở như cái thời điểm trước, đúng không ạ? Hôm nay cũng đã là ngày 26 tháng 12 rồi, cũng chỉ còn 4 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc cái chương trình giảm thuế trước bạ. Thì dòng xe Hyundai Tucson này, một trong những cái dòng xe mà được hưởng cái chính sách đó, hưởng cái chính sách mà chỉ còn 4 ngày nữa thôi sẽ kết thúc. Nhưng ở thời điểm này thì rất ít những cái xe để chạy thuế của cái dòng xe Hyundai Tucson này. Bên em thực sự là thời điểm này anh em nào quyết đoán thì mới có xe để chạy thuế thôi anh em nhé. Nhưng mà em vẫn phải chia sẻ để cho những anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu mà chưa biết tới cái giá bán ở thời điểm này sẽ có thể nắm được. Dòng xe Hyundai Tucson này sẽ có 4 phiên bản để cho anh em lựa chọn, bao gồm phiên bản 1.6 turbo này, 2.0 dầu đặc biệt, 2.0 xăng đặc biệt và 2.0 xăng tiêu chuẩn anh em ạ. Hiện tại thì bên em bán nguyên giá niêm yết nhé, bán nguyên giá niêm yết, không có sự linh động về giảm tiền mặt anh em ạ. Còn quà tặng thì vẫn tặng anh em là dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ cam hành trình thôi. Và những cái quà tặng này thì nó không có gì thay đổi. Nhưng với cái mức giá thì ngay sau đây em sẽ đi vào chia sẻ tổng lăn bánh để anh em có thể là cân đối được cái tài chính của mình. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Hyundai Tucson 2.0 xăng tiêu chuẩn. Bản này thì đang có mức giá là 769 triệu. Hiện tại bên em thì bán nguyên giá 769 triệu anh em nhé. Và tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản. Vậy thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 841 triệu. Trả góp thì đang là 184 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 832 triệu. Trả góp thì đang là 175 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 814 triệu. Trả góp thì đang là 157 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đăng ký và chưa bao gồm các phụ phí anh em nhé. Anh em cảm thấy phù hợp với cái mức giá em đang chia sẻ thì có thể gọi điện cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Hyundai Tucson động cơ 2.0 xăng đặc biệt. Bản này thì đang có mức giá là 839 triệu, bên em sẽ bán nguyên giá và 839 triệu anh em nhé, không có quyền linh động về giảm tiền mặt. Và tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản, nhưng đặc biệt là bên em có xe để cho anh em chạy thuế. Đó, có xe để cho anh em chạy thuế ở thời điểm này. Và anh em nào mà cần lấy sớm thì hoàn toàn có thể gọi ngay cho em để em hỗ trợ. Và em sẽ tính tổng lăn bánh sơ bộ để anh em có thể hình dung con số cần chuẩn bị. Khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 919 triệu. Trả góp thì đang là 201 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 909 triệu. Trả góp thì đang là 190 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 891 triệu. Trả góp thì đang là 172 triệu. Hiện tại mà anh em chưa có tiền để lấy full tiền để chuẩn bị thì hoàn toàn có thể là chuẩn bị trước cho em khoảng 230 triệu là có thể em sẽ hỗ trợ cho anh em lấy hồ sơ để chạy thuế ở thời điểm này. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ 3, đó là cái bản 2.0 dầu đặc biệt. Bản này thì đang có mức giá là 869 triệu. Hiện tại giá bán thì bên em vẫn đang bán nguyên giá và tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản. Em sẽ tính tổng lăn bánh sơ bộ để anh em hình dung con số cần chuẩn bị. Khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 955 triệu. Trả góp thì đang là 212 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 944 triệu. Trả góp thì đang là 202 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 926 triệu, trả góp thì đang là 184 triệu. Với cái xe chạy thuế ở thời điểm này của cái phiên bản dầu đặc biệt thì nó cũng đang rất là ít xe. Anh em nào mà không cân đối nhanh và quyết đoán sớm thì không có xe để chạy thuế đâu anh em ạ. Thời điểm này mà anh em chạy thuế được thì nghiễm nhiên là anh em lời được là 63 triệu 600 nghìn đúng không ạ? Có nghĩa là tức là 50% lệ phí trước bạ đấy ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, đó là cái bản 1.6 turbo. Bản này thì đang có mức giá là 899 triệu. Hiện tại thì cái chính sách giảm cũng không có nhé, không có giảm tiền mặt. Nhưng mà vẫn được tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản. Vậy thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 985 triệu.
trả góp thì đang là 216 triệu, lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 974 triệu, trả góp thì đang là 205 triệu, còn anh em ở tỉnh nhá cần chuẩn bị cho em là 956 triệu, trả góp thì đang là 187 triệu. Hiện tại bản này thì bên em cũng còn một số xe để chạy thuế không nhiều nhá, anh em quan tâm thì gọi điện cho em để em hỗ trợ thôi anh em ạ. Em xin phép được dừng video tại đây. Nếu anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký để ủng hộ kênh của em nhé, để ra thêm nhiều video báo giá để anh em có thể là cân đối được cái tài chính của mình anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.